Hello em và chào mọi người quay trở lại với channel CZ. Alright. Bán mấy bạn này đi thôi. Ban. Ok, đồ khá xấu này em ơi. Bánh gì bây giờ nhỉ? Em mọi người cũng không khỏe lắm đâu nhưng mà đánh cũng được anh em ơi. Đánh phát đây cho nó sôi động cuộc sống lên. Nghĩ là thắng được đấy, có khi thắng được. Đồ game nguyên tố cũng khá là khỏe. Cần để cho bạn Arduin kia vào nhé. Các bạn này giáp AI hơi căng này. Bạn này thì bình thường. Ok em ơi. Mình điểm dây phát nhé. 2 1 0 2 1 0. Ok. Bạn Yon này. Mình muốn lấy bạn Yon này về nhưng mà chắc là tí nữa em sau để mình lấy chuỗi thắng lại anh em ơi. Mong lấy chuỗi thắng. Arduin mình sẽ hất được hướng nào nhỉ? Hất hướng nào ngon nhỉ? Mà hất giữa này có hất được không nhỉ? Hất giữa này có hất được đến cuối kia không? Có thể ấy. Mày quá chẳng phải tính toán gì. Ok đấy. Các đấu sĩ này. Nhưng muốn giữ lại hai bạn này nhưng mà thôi chắc bán đi thôi. Floor này, xong bạn này bán hơi tiếc nhỉ. Đoạn dìu nhá. May mắn thế nhở. Rồi rồi, nhân đôi sự may mắn anh em. Nhân 3, nhân 4 sự may mắn luôn ý. Tên này cũng giữ lại. Cảm giác đầu game Quillen sẽ ok hơn. Nhà T bán thần nguyên tố, nguyên tố bán tạm đi nhé nhá. Có chi hồn này chắc là mình đánh thú chăng? Hoặc là Yon cung thủ nên mà không quá nhiều bạn đánh. 17 bạn Yon. Xem xét nha anh.
Sao thua nhỉ? Chuyện gì xảy ra vậy? Bán thần không anh em? Không có đủ 40 mana rồi, thì nữa đánh thêm lấy ngọc đại nữa là ra bán thần này. Cũng ok đấy. Voi 14 con này em chăm lấy voi hết. Willen này. Willen 3 đồ luôn. Xịn gớp. Chưa chắc đã thắng rồi đâu anh em. Quẩy phết. Án thương bây giờ cũng chưa khỏe lắm. Mà thôi kệ cho vào đi. Sao đâu. Floor bên này có liềm này. Chuồn bên này phát. Phương à, bạn này chắc đánh hắc ám này. Cây voi. Bạn này chắc đánh thú rồi. Chưa biết anh em đánh gì luôn. Chờ một tí nữa. Giờ ra ngọc đại là mình hủy diệt luôn đấy. Máy nghe cái liềm. Ô, sao floor mình chết nha, sớm nhỉ. Mấy bạn kia nhiều đam thế. Mà có đồ này chắc không đánh được Yon anh em ơi. Chắc là bỏ ra. Hai tay cứ giữ lại để phòng ra sách thánh nhá. Nó voi này, nguyên tố này. Suy nghĩ. Mà, cái này mình vẫn ưu tiên đánh bán thần hơn anh em ơi. Đánh thú cũng được nhưng mà không dễ, mình sẽ đánh bán thần hơn với cả đâu. Đánh hắc ám hơn. Con nắp. Con ngọc đại em nắp này. Một thương này. Nắc 11 con này, rồng ngon là chắc là cũng còn khoảng 11 con, 10, 11, 12 con. Xoay đánh thú không anh em? Đủ này khi xoay đánh thú thì ok. 1, 2, 3 này. Bá này và đạn này. Anduin bá này, Sephira này. Hay T không ra đúng không? Nào nhỉ? Bây giờ cũng đang hơi muốn xoay sang đánh thú nhưng mà đồ đánh thú đẹp nhỉ? Vẫn đang chờ một ngọc đại cho nắp anh em ơi. Giờ ra một cái ngọc đại pháp sư cho nắp là yên tâm phết. John này. Nắc cũng còn 11 con cơ anh em ơi. Thoải mái. Đánh thoải mái. Lau con tì góc kia này. Lau con tì phát nữa này. Baduin hất tung một phát này. Lau gánh anh em ơi. À floor gánh.
Tại pháp sư à? Hay sẽ sang đánh thú nhỉ anh em nhỉ? Khó nghĩ ghê. Anh quên lấy con Yon lại. Đang chờ 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 thủ đùa này. Này Quillen này chắc bỏ rồi, đánh team thế là được. Đánh vạn thú này về này, đừng bua chắc cũng bỏ. Bỏ luôn đừng bua đi. Voi 2 này. Ê kỳ ghê ha, 4 thú rồi này. Đánh gì nhỉ? Thú giờ này chắc hết Yon rồi. Đánh teo, đánh ma lốc à? Ám này đủ rồi này. Chúng ta thú cho mình thôi anh em ơi. Đây ra rồng rồi này. Thế nào bây giờ anh em ơi, trời ơi, ê, ba đồ rồi. Phân vân quá. 7. Gì bây giờ? Cho mình còn liền, xuyên lên phát nữa. Ok. Đừng thổi góc đấy rồng ơi, rồi góc giữa này. Ok. Đang ném một đồ này cho rồng đi. Nó còn 12 con vẫn xoay sang được. Ám nó còn 11 con cơ anh em ơi. Con Vera 2 cũng muốn lấy, con này cũng muốn lấy. Nghĩ quá à. Vòi chắc 6 con. Khó nghĩ quá à anh em ơi, khó nghĩ quá à. Giờ vẫn ra một cái góc đại là mình xoay bài. Rồng thổi góc này đẹp này. Đánh thường mới phát tới thổi. Rồng bên kia chưa có truy hồn này. Rồng nó có đi sang đây. Ok. Đẹp đấy. Đánh thường là mấy bạn này chết rồi. Sephira còn một liềm. Rồng còn liềm đấy. Tôi hết liềm rồi. 2, 3, 4, 5. Vera lấy lại được nhá. Ra ám hết rồi anh em ơi. Đi bỏ này đi, bỏ này đi. Thế thì thế nào nhỉ? Narcot đồ này này. Nó cũng vậy cho Narcot, nó dầm như đồ này này cho Narcot. Thế à? Này. Voi thú chắc thôi nhá. Thú chắc thôi. Ôi, không có quét nữa này. Con này. Bản thân thì chưa biết có đánh được bản thân không. Ra phải đánh hắc ám hơi liều. Có đồ này cho nó có chưa chắc ulti được. Dòng gì thổi nó lại thổi địch lạc lạc. Giờ ra một cái thương, ra một cái ngọc đại ngon. Ra cái đồ quái gì này. Theo đánh trợ thủ anh em ơi. Voi với tình trạng voi bị tranh nhau như thế kia thì mà lốc à, thế còn bao nhiêu con này. View. Rồi. Này không. Bây giờ đổ này cho Narcot hay đổ này cho rồng ta?
quá. Thực ra bây giờ team mình cũng chưa mạnh lắm. Phương bắn hết bên kia rồi. Nakot chém thường chết con Yon kia được ngon. Dầm thổi góc đẹp không? Nakot chết này. Được, ok, nhổ chết con này. Bắn con Grab đi vậy. Bắn con Zeal đi. Bắn con Zeal đi. Bắn con Grab đi. Grab tí mua lại sau được anh em. Ngọc Đại Pháp Sư nào. Ngọc Đại Pháp Sư nào. Ôi ơi, chọn nhầm nền văn minh rồi anh em ơi. Giờ xoay sang kịp không nhở? Được. Quyết tâm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Bây giờ tìm thì bao giờ mới thấy. Ôi giời ơi. Quá muộn không? Xin lỗi, bây giờ có kịp không? Ôi giời ơi. Vứt cái này đi. Vứt cái này đi. Nhầm nền văn minh nó thế đấy anh em ơi. Không biết gánh bằng con gì nữa đây. Cùng con gì gánh nhỉ? Nakot à? Bao nhiêu ở đây là đủ 6 thú rồi đúng không? Hình như mình có lên con Omen 2 rồi đúng không? À, chưa. Nakot còn 4 con, lên được Nakot 2 không? Lên được Nakot 2 mới gánh được đấy anh em ơi. Nhầm nền văn minh còn cái kết à? 6 thú em ơi, 6 thú rồng, cho con rồng. Ê, lù này, có giờ lù này. Nhìn nền văn minh gói kết. Đây rồi, may quá, một con Nakot 2. Mình thì cho con rồng nhé. Sẽ ném vứt hết đồ này. Đi hồn cho Nakot này. Này cho con rồng. Này cho con Nakot này. Này cho con thên này. Này cho con rồng này. Kỳ của ta. Ô, hai thú này bị trùng nhau. Mình cho lại thêm một con nữa. Mình tự oh man. Mình lên luôn nhỉ. Kiếm một con gì gánh gánh anh em. À đây. Mấy con để gánh mình rồi. Lốc à. Con làm gì đi em, làm việc đi. Ôi trời ơi. Ôi sự tàn sát nó đến. Ôi xoay quả bài muộn dã man. Liliana cũng gánh được anh em ơi. Lily cũng gánh được. Men 2 làm quái gì, vứt đi. Vứt hết. Men 2 làm quái gì. Vứt hết. Ông men. Bắn đi này, đi được rồi này. Đi được. Lên 9 liền. Thú này cho con ê nó. Này cho con rồng. Ôi trời, cái gì đây? Chết nhanh thế. Sao mọi người chết nhanh quá vậy? Ôi con butterfly này. Chân bé đủ rồi các bác ơi. Má nó quả bài. Bài ảo thật. Mà bài ra ảo thật. Mày như trong chóng tre. Lupita quá. Thên à. Ê chết quá tay. Thên à. Cho thên này vào uy tín hơn anh em ơi. Maloc còn 12 con này, không ai đánh Maloc mà. Ê thên uy tín hơn anh em ơi, cho thú này sang cho con rồng đi. Thên này trông uy tín đấy. Ba đồ cho thên đi. Lily chắc nách nhỉ? Hay chơi bằng Lily. Đấy con Lily 2 rồi chơi bằng thú Lily. Đây cần gì nhỉ? Sách thánh à? Sách thánh cho Voncat, sách thánh cho Lily. Ma tộc à? Ma tộc thì có nắc 2 rồi thì phí nhỉ? Đánh một con nắc với 3 ma tộc được không? Nắc 3 ma tộc cũng được, con rồng này cũng đần.
phóng sứ đi. Bây giờ nó mới ra cái ngọc đại. Không sao, không bao giờ là quá muộn anh em ơi. Không bao giờ là quá muộn. Đang làm gì nhỉ? Đang làm cái này. À, có cầm này đúng không? Này cầm cái bút hung tàn cho con rồng đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thương. Thương bên kia. Sát thủ. Ôi mày này đi thế này. Sợ quá, sợ quá. Thương thương, hai thương hai bê. Này nhá. Này quét này lên trước cái tròn chết sớm đi. Sớm mấy con thú đi. Xong thú kẹp thêm. Bắt con nhon, bắt con nhon, đúng rồi, ulti. Ơ kìa, sao lại làm gì mà lâu thế? May mà vẫn chết con nhon anh em ơi. Hay cho nó một cái giáp hộ mệnh nhỉ, cho truy hồn. Ê nhưng mà con này cần truy hồn quá, không có đam. Thì mình đang chả có cái đam quái gì. Xenel nó hồi máu ghê quá. Thêm bổ phát. Phát trí tử, ok. Trốn cũng đành chịu thôi. Bổ phát nữa. Trí tử lần 2. Ui không chết rồi. Bạn này đi kìa. Đi. Lấy một đồ cho thên. Hay lấy choi. Hay lấy cây choi. Sách thánh cũng được. Thấy sách thánh đi. Sách thánh ba đồ cho na đi. Đi ra ngay. Ta đuổi ra na xuống ulti luôn. Cần đấy, cần đấy anh em ơi. Vòng sau mình lên, không việc gì vội. Chưa thua được, chưa thua được. Rồi. Đây. Này von cát hết rồi, von cát hết rồi, bạn lên 10 rồi. Tốc độ thật. Rồi, làm sao giết được mấy con von cát này anh em. Đúng, nó khó khăn quá à. Rồi, con cát nó xuống kia, na cót mình chui xuống đây. Ulti. Ulti là 2 phát. Hay ném truy hồn nữa nó nhỉ? Truy hồn nữa nó có trông yên tâm hơn không? Ulti. Ui. Không được anh em. Kéo phải ném truy hồn nó con nắc thôi. Này cho con thêm nhá. Sợ hãi quá. Ôi giời ơi. Ôi mà lốc dài. Nó còn von cát không được. Teo cũng được. Đi rắc. Vui điểm. Vui điểm. Vui điểm. Mà lốc 2 cầm đồ đi. Mà lốc 2 cầm tí đồ đi em ơi. Thêm đi. À đừng có thêm đi. Đồ cho gì đấy? Gì nhỉ? Ở đây đây đây. Đi ly và thay tạm đi. Maloc. Cót. Cót khó lên 3 quá. Sao con phone cát này không ăn choáng vậy à, con voi 3. Ôi mày vẫn sống anh em ơi. Sống là may rồi, ôi ôi vẫn sống là may rồi. Sống được là may rồi, con thêm chắc đi thôi anh em ơi, không có đồ cho nó, không có gì cho nó cả. Không có một điều gì để trao cho em luôn. Lily chắc đi thôi, chỉ cần em Lily 1 thôi. Chưa đi là tốt rồi, chưa đi là tốt rồi. Tại sao em thêm, biết thế giữ em thêm lại không? Dùng 2 làm gì? 2 này có tác dụng gì không? Dùng 2 này có tác dụng gì không? Xoay Nakot xuống. Nakot xuống, Nakot chui vào kia. Ê Nakot đẹp, Nakot góc này đẹp. Dòng đứng lật sang một tí. Thôi. Nhảy, ôi. Ôi ôi ôi, MVP. Ai xì ba. Ôi, bỏ đấy top team thật sự ạ. Thằng dãy dụa hết, bằng hết mọi thứ ở trong tay rồi đấy anh em ơi. Không còn gì nữa. Không còn gì để mà dãy dụa. Cút, 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 cút. Nên còn Maloc 3 cũng hay. Maloc 3 hay.
Đờ đam chắc vẫn gánh là Nakoth thôi anh. Thì để dạch dạch thế này một tí, chơi chơi một tí đi. Layer một tí đi. Cái gì đấy sao con này cầm đồ? Ở sao con Crest 2 cầm đồ cũng uy tín. Có khi cho cái này cho con Crest nộ luôn không? Không không, để cho rồng. Ui, đến giờ này vẫn dễ dụa được nhỉ? Không hiểu điều gì luôn. Hot 6 con. Để kiếm một con Vera rồi. Kiếm một con Vera xong rồi tìm một con Phoncat. À đây, 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 chính là anh ta. Chính là anh ta. Chính là anh ta luôn. Ơi gì bà, bị quên. Xin lỗi. Con cát nhảy được điên quá kìa. Ê con cát nhảy được này em ơi, Nakoth nó cứ ulti kìa. Ui không ulti quả cuối à? Nhảy được, nhảy được. Tôi đã nhầm anh em ơi, không nhảy được cái quái gì cả. Ai. Thôi cũng cố gắng hết sức rồi. Không còn gì lối tiếc nữa anh em ơi. Cố gắng hết sức rồi. Ơ, vẫn top 2 hay sao, top 3 gì đấy. Ờ. Ôi dồi, một pha dãy ruộng. Thưởng miếng bánh. Ờ. Vậy thôi. Chắc còn một trận nữa là mình sẽ lên sách đấu loại rồi. Và... thôi vậy thôi. Hẹn gặp lại anh em sau... À đâu, biết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích kênh thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Vậy thôi, bye bye.